Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Chiều ngày hôm nay thì Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà ngang 4,5 m nha mọi người. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta. Với diện tích ngang 4,5 m và độ dài của nó là 13 m và thiết kế là một lửng 3 lầu. Và nhà chúng ta có hướng nhà là hướng Tây. Nằm trong một khu phố đồng bộ rất là đẹp và sang trọng, có trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình này mọi người. Đây là khu phố của chúng ta nha. Và con đường trước nhà chúng ta là một con đường nhựa 6 m đường một trục, cách mặt tiền đường chính đường lớn đúng 15 m thôi nha mọi người, sát với mặt tiền đường chính luôn, phù hợp cho đại gia đình chúng ta vừa ở vừa làm văn phòng công ty. Và kế bên chúng ta có quán cà phê luôn này mọi người, đây này, sát với mặt tiền đường và lại có quán cà phê kế bên đấy nha mọi người. Và căn nhà chúng ta thì với diện tích là ngang 4,5 m và độ dài của nó là 13 m và thiết kế là một lửng 3 lầu với công năng dụng là gara, xe hơi, khu vực phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng thờ và sân thượng trước sau. Rồi mình di chuyển vào bên trong căn nhà này nha, thì phía trước này chúng ta có một lớp cửa cuốn phía ngoài này, bên trong chúng ta có lớp cửa nhôm xin pha. Và di chuyển vào trong đây chúng ta sẽ có cái khu vực gara, xe hơi hoặc là phòng khách dưới tầng trệt này mọi người. Thì khu vực này khoảng 8 m chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Ở đây thì gia chủ đang để một bộ bàn ghế gỗ, nếu mà chúng ta mua thì sẽ được tặng lại. Và 20 tường chúng ta ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 3 m. Và nhà chúng ta xây kiên cố là một trệt một lửng 3 lầu nha. Rất là đẹp, trang trí nội thất cực kỳ sang trọng và cao cấp luôn. Thì quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì có thể liên hệ với bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Thì nhà chúng ta xây rất đẹp, chắc chắn và cực kỳ là kiên cố luôn, với gara xe hơi riêng. Nhà này thì chúng ta có thể đậu xe hơi từ 4 đến 7 chỗ bên trong căn nhà mình luôn, với gạch bóng kiếng 60m2 rất là sang trọng. Và căn nhà mình thì đang được bên Hùng chào bán với giá là 7.768.000.000 đồng, còn thương lượng với anh chủ nhà. Thì quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy liên hệ trực tiếp với bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta thấy này, căn nhà chúng ta thiết kế và trang trí rất đẹp và nội thất cực kỳ cao cấp, với diện tích ngang 4,5 m nha, ngang 4,5 m rất là rộng rãi và phù hợp cho đại gia đình mình vừa ở vừa làm văn phòng công ty, hoặc là chúng ta có thể mua đầu tư mua cho thuê với vị trí hẻm một xẹt cách mặt tiền đường chính đường lớn có 15 m thôi, thì chúng ta cho thuê rất là được giá luôn. Và ở đây chúng ta có khu vực tủ rượu này, tủ rượu chúng ta được làm bằng chất liệu gỗ sồi, nằm ngay phía dưới đối diện với khu vực lối đi cầu thang nha. Và khu vực cầu thang của chúng ta thì có trụ gỗ được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe, tay vịn căm xe và kính cường lực 10 ly, mặt đá hoa cương. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng bếp này mọi người. Phòng bếp chúng ta làm rất là sang và khá là đẹp, với hai bên tường thì được ốp đá lên cao tới trần, rất là sạch sẽ. Và chúng ta có tủ bếp được làm bằng chất liệu là gỗ đỏ này mọi người, có khu vực để tủ lạnh luôn, đây là khu vực để tủ lạnh nha. Và khu vực bếp của mình thì được ốp đá hoa cương màu đen, nhìn rất là sang trọng, có khu vực bồn rửa chén bát và khu vực để kệ kệ chén bát cũng như là khu vực để đặt bếp. Và phía sau thì chúng ta có khoảng giếng trời và khu vực bồn, khu vực rửa phía sau đây này mọi người, đó khu vực rửa này và giếng trời chúng ta ốp đá hết luôn nha. Và phía đây thì chúng ta có cái phòng vệ sinh như đây chúng ta sử dụng chung này. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi, chứ cũng hiện nội thất là Toto. Đây là phòng vệ sinh dưới tầng trệt nha mọi người. Thì mình sẽ quay từ phía trong ra phía ngoài này mọi người ơi. Ngang 4,5 m nha, rất là rộng rãi và thoáng mát. Hướng nhà là hướng Tây, phù hợp với những ai phong thủy là Tây Tứ Trạch. Thì quý anh chị quan tâm đến căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp với bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Khu vực cầu thang chúng ta dán giấy nhé. Mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng phòng tiếp khách chính ở trên này. Phía dưới chúng ta đậu xe hơi thì trên này chúng ta làm phòng tiếp khách nhé. Đây chúng ta có một bức tranh này, tranh được làm bằng giấy lụa 3D. Và trên này chúng ta có khu vực không gian tầng lửng này, thì chúng ta rất là rộng rãi. Đó, được ốp gạch xung quanh luôn nha, rất là thoáng và sạch. Tình huống này thì gia chủ gắn quạt trần luôn này mọi người. Đó, quá đẹp nha, phía sau chúng ta có giếng trời luôn. Phòng lớn rất là rộng rãi, chúng ta làm phòng tiếp khách quá ok luôn nha. Đó nha mọi người, rất là đẹp nha.
Rồi theo chân mình chúng ta di chuyển lên tham quan phòng ngủ này. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây chúng ta lại có bức tranh mã đá thành công này mọi người. Đó. Phòng ngủ của chúng ta này. Cửa phòng ngủ chúng ta sử dụng cửa gỗ căm xe nha. Phòng ngủ rất là rộng rãi này mọi người. Có vệ sinh trong luôn nha. Màu sắc rất là đẹp này. Có nguyên một bầu trời trên phòng ngủ luôn này. Có máy lạnh, ống máy lạnh được gắn sẵn, có cửa sổ ra giếng trời và có phòng vệ sinh trong. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo, có vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi. Đó, phòng vệ sinh phòng ngủ số 1 nha. Và phòng vệ sinh chúng ta có tủ áo và khu vực tủ đồ, tủ cái tivi để đủ hết đồ chơi nha mọi người. Rồi mình sẽ qua phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 này mọi người. Chúng ta cũng có tủ áo này, tủ áo rộng đây này. Đó. Nhà này chúng ta có phòng ngủ lớn. Phía trước chúng ta có cửa sổ ra ban công và ban công phía trước. Rất là đẹp và để cây xanh. Và có vệ sinh trong luôn. Đây là vệ sinh nhá. Đó. Rồi tiếp tục chúng ta di chuyển lên lầu 2. Lầu 2 thì chúng ta còn phòng ngủ số 3 và số 4 nhé. Đây, đây chúng ta lại có bức tranh khác này mọi người. Mỗi lầu chúng ta có mỗi bức tranh khác nhau nha. À, chúng ta vào phòng ngủ số 3 này. Thì nó cũng giống phía dưới thôi nha mọi người, y chang luôn. Đó, y chang phía dưới luôn nha. Cũng có tủ áo, rồi tủ kệ tivi, rồi vệ sinh trong. Phòng ngủ số 4 này. Rồi, cũng giống y chang phía dưới luôn nha mọi người. Chẳng khác gì. À, cũng rộng rãi nha. Đây là phòng vệ sinh. Ngang 4,5m nha mọi người, nằm trên trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Hẻm 1 xẹt 6m cách mặt tiền, đường chính, đường lớn 15m thôi. Sát bên mặt tiền luôn. Và giá bán là 7 tỷ 760 triệu đồng, còn thương lượng mạnh với anh chủ nhà. Thì quý anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì có thể liên hệ bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem nha. Đây chúng ta có khu vực phòng giặt và sân thượng sau. Đây là phòng giặt và sân thượng sau nha mọi người. Đó. Ở ngoài này chúng ta có phòng thờ và sân thượng trước này. Phòng thờ chúng ta rất là rộng nè mọi người. Đây, phòng thờ đây. Rộng lắm nha. Và ngoài này chúng ta có khu vực sân thượng phía trước. Rồi. Bên nhà đất Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.